thường là người cửa ông cái bầu là người hay đi cùng một tour bác, xong là mình đi đến xong là mình đi ra tức là phải qua hòn ra những đảo Quan Lạn con nhiêu thứ là hôm đó ở Quan Lạn đẹp lắm. Vâng, nhưng mà mưa này không biết là phà nhưng đi Quan Lạn phải đi 2 hôm là một với hai nữa là đi sang mình phải ở 2 hôm với hai là mưa gió này chắc thì nó đã cho thuyền nó cho còn như mưa chứ còn gió nắng thì đi Quan Lạn đẹp. Chiều bắt đầu nó có sương nó răng đỉnh núi đây toàn bán máy xúc máy ủi đây bạn, toàn máy xúc máy ủi hàng lặng nó phải làm than mới làm đường. Bác ngủ đi cho giấc bác chỉ dựa vào đây, chỉ có cái gối chưa bác ạ? À? Đeo cái gối đấy vào thì nó không bị gật. Đi sang số 1 Quang Hanh, khu 8 Quang Hanh Cẩm Phả. Quang Hanh thôi rất thì em nhớ rồi, cái này ở đây khó tìm lắm, cái này nó khó tìm thì sợ nó hàng giả,
đấy là điều trị cái gì bác? Ừ, cái điều trị ấy đấy, khớp đấy. À, đấy. Nhiều người uống thuốc nào thì cũng không khỏi. Cái này em nhớ rồi. Cái này là khỏi. Cầm thì cầm đi, còn không cầm em nhớ. Nói rách thì nhớ ngay. Rách. Nhưng ở đây không có cái gì hỏi nữa. Không được lấy phải giả. Nó thật giả nhiều, bây giờ lấy không biết thế nào. Nó không dám lấy, sợ không bán. Nó đắt nhưng mà nó sợ giả. Sợ giả. Đắt thì mới hay làm giả. Làm giả thì làm hẳn loại đắt để cho nó ngõ công. Mấy chị mày cầm tiêu lốt. Mua cho mẹ cái bộ quần áo thì mẹ lại đưa trên 500 thì cũng lại lấy. Thì mua bộ quần áo là 200 với 300 là được 500. Đâu mà ta cứ đưa cho mẹ cho 500 mà không lấy. Bác cũng dễ tính ấy nhỉ. Cái áo khoan cũng vậy. Thì nó bảo đấy, chuyện nên nó thế. Cái áo khoan mà nó mang vả quần áo để bán thì cái áo khoan nó bán thành bán. Cái quá 200 nữa là
thủng nữa, bà ra bà đóng thủng mừng cho vào. Hai đứa nó lại bảo không, không được đóng. Mà nó bảo không, nó bảo không thì nhà mày cứ bỏ, nó nhà mày không nuôi thì chứ tao. Lần này về là không cho bạn lại, nó xin lại cho. Thế rồi. Thế là cái chữ mẹ. Mày buồn cười. Thế là cái chữ mẹ. Đã lâu thế cơ. Chuyện là có thật. Thế là cái chữ mẹ. Tao tính từng ngày. Tính từng ngày. Thế bác em mong con dâu về thế nhỉ. Nên nó bỗng cân ốm. Bỗng ốm thì cũng gọi điện về. Mình chỉ ốm không gọi được ạ. Thế thì mai tao mới quyến đi. Hai bố con đi xuống nhà ông. Thì ông mới kể là lên Sài Gòn người xuống Long Xuyên một người có một người đấy. Khiếp, đúng là đi ngược về xuôi. Thế là ông xuống đấy thì nó ở với nhà bà cô nhà đấy. Thế là xuống đến ma đến đầu máng thì thấy cháu vẫn trông thấy ngay à? Cầm cái xuôi à, tào đất rồi đầu máng này này. Nếu thế thì sướng lắm. Thế là con trâu thì ở trong nhà. Thế xong rồi bắt đầu nó mới lại mặt trời nó lại thế một mình con trâu đi nó gửi vào nhà chùa. Và cháu cứ tụng kinh. Làm chuyện. Rồi nó cả
đông em mau. Ừ, nhưng mà con bé vẻ mập lắm. Của ta nuôi cho các mẹ vẫn gieo rắc nữa. Đó là đã thấy thì là chết nhỉ. Ừ, một người lắm. Cái trong cái đợt xuống cái đầu tiên là ông mới bảo thằng nào cái này này đi vào trong nhà ra đều là như mô nhờ ông mới bày cho nó là cứ mang hai đứa với con này đi xong rồi cái đòi là ông bà tìm con lần nữa lại đâu. Thế mà con mà không về là con mất ông. Ông không có đi tìm con ở đâu, thế nó để con vào con bảo mẹ đây. Mà không có nói gì đâu.